Cảnh đẹp ghê hả? Cạp Boston. Rồi ba quay đi, anh quay mấy mẹ con em rồi, đi lên. Đi con. Bye bye. Nè, đây bắt cua biển rồi, chứ ai mà tới đây không có đồ thì mua luôn. Ủa gì là đường này lên nhà thờ luôn hả? À, lên nhà thờ. Thế để ghế đó. Chào, chào. Chào. Chào, mình đang ở Thi Bộ. Thế bể. Đến đây. Ô, là đây là. Đây, đúng là cạp. Cảnh cạp Boston nè. Quá trời luôn, cái chỗ này ngộ thiệt đó coi nè. Đường nhỏ xíu xíu nào nha. Quý quý vậy là đi lên đường đó. Ờ ok. Quý muốn lại đi tới phía dưới. Ừ. Vậy mình đi lên đường nhỏ đó luôn hả? Mình đi xuống dưới đó. Đi xe thì ba. Ừ. Thế nè. Đây lên xuống vậy đó. Rồi dưới này thì biển. Thê bọt, trời ơi, chỗ này cảnh đẹp, mình thích chỗ này ghê luôn á. Đó. Ở dưới thì biển, ở trên thì nhà cửa trên. Đó. Mà cong cong quẹo quẹo lên trên các cái nhà thờ ở trên đó ha, nhà thờ đẹp lắm. Xíu nữa mình sẽ đi đó, đường đó ta sẽ đi lên nhà thờ. Thấy không? Đường nhỏ nhỏ gì không đó. Nhà con nó đi tuốt đằng kia rồi. Trời ơi cái nào. Mình đang đi trong phố của nó nè nha. Quá trời luôn trong đây. Nhà tường xây mấy cái gạch nhỏ nhỏ đây nè. Ồ, coi nhà nè. Ôi ơi, coi nhà nè. Thấy nhà không? Trời ơi, trước ở trên cao như vậy đó. Coi nè. Vậy mày có đường lên hết luôn. Hay thiệt đó chứ. Thấy không? Đây mình đang ở chỗ này là chỗ thấp. Xong cái xây qua bên kia có đường, có cầu thang đồ, được cái xe chạy đồ này kia để lên trên cao. Tới nhà mình tới chỗ cái này nó kêu là teleferic nha cả nhà. Tới để đi nè, lên đi lên trên cái đó xong rồi nó sẽ chở mình đi xuống đó. Ba đi đâu vậy con? Ba đi đâu vậy? À đi sắp hàng gì thì mình đi đó. Trời ơi sắp hàng kìa, ta sắp hàng quá trời luôn kìa. Thê bọc terrace ở trên à. Đó, mình sẽ sắp hàng lên trên cái đó kìa. Nó chở mình lên trên đó. Xong rồi chở mình xuống. Thấy không? Kêu em ấy con. Đó. Quý, mình đi. Mình đi, đi, đi. Thấy rồi. Có cái xe nó đang xuống à. Đẹp phải không? Đó, mình đang xếp hàng để đi cái đó đó. Trời ơi, chui tuốt vô cái đá đó luôn. Chui lên tới đỉnh luôn á. Ừ. Trời ơi, quá trời nó cao. Cái đá này hồi nãy mình chạy ngoài biển mình thấy vô nè. Nhà mấy mẹ con đang sắp hàng đi lên lên đường hầm đó đó. Đường hầm trên núi. Chờ teleferic. Quy 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 đây nè nè. Leo lên trên cái núi đó. Lên núi nè. Xe điện. Đưa mình lên ở chỗ này bắt buộc phải đem máy. Lên ga tuy. Đi lên trên. Trong lúc cha con nó đang xếp hàng.
Xe con nó đang xếp hàng sắp sửa tới mình rồi. Đây nè. Đó. Sắp sửa để leo lên. Chưa? Đây leo lên trên núi đó đó cả nhà, lên tuốt trên đó luôn. Quý mẹ tới liền. Trời ơi, Ina nó nói sao mẹ không đi. Rồi ra tới đây là biển nha cả nhà. Đó, ngoài đó là biển rồi. Đó, biển ngoài đó rồi đó. Đi má đó cá. Ô lô lô. Oui. Ô lô lô. Đang lên này. Oui. Đang lên này. Ô cơm xì bu. Con chui lên này nha Ina. Sao có xin mời mẹ. Oui, Ina, thấy không? Xin mời. Oui. Bố bé. Đi đi. Đi ăn đó là tết, là tết. Không có tay cho mẹ. Cho mẹ quay nhìn xuống dưới. Ô là là nhìn bên dưới kìa. Chui vô núi. Chui vô núi rồi. Ông va thì on monte. Si on va monter, on monte. Oui. Oh là là, comme c'est joli. C'est impressionnant. C'est hein, oui. Quand même. Oui. On rentre dans. Oui. Pourquoi? Regarde Fatima, il y en a qui arrive. Ah, il n'est pas touché. Non. Ah bah. Alors là. Là c'est la grande pagaille. Hein. C'est impressionnant quand il arrive en haut parce qu'on dit. Ah, on veut descendre. Oui. On veut descendre. On va non, on va sortir. Attendez, attendez. D'accord. Oui. On va sortir de ce côté-là. Rồi, tới chỗ. Rồi, mình ra trên cái xe đó, đó lửa đó rồi. Chua núi để leo lên trên đây. Trời ơi, trên đây cũng là một cái phố trên đây nha. Ôi là la. Ngộ thiệt. Rồi chừng nào về á thì là vô trong đó. Chừng nào về là vô trong đó để vô cái xe đó bấm xuống là về. Đó. Ôi ơi. Quá trời luôn ở trên đây nó rất đẹp. Ôi ơi, cao mịt luôn. Rồi, bây giờ không biết ở đây cao bao nhiêu so với mực nước biển rồi, cao dữ lắm luôn rồi đó. Con thấy gì Lina? Quy mẹ thấy rồi, mẹ thấy luôn. Mẹ thấy rồi. Đường lên lên xuống xuống luôn. Cái gì vậy con, bỏ tiền vô coi hả? Ok. Ừ, đi để mẹ bỏ tiền vô cho coi. Nhiêu? Mấy đồng? Một đồng ok, để mẹ bỏ vô cho một đồng để coi. Phải ẵm em lên mới tới chứ. Ẵm lên cho nó coi đi. Thiệt tình mà. Không được thôi, để cho anh ba coi đi. Không tới mà đợi coi. Không tới mà cũng đợi coi. Cái đường này là đi bộ phải không? Cái đường này nè. Huy là ai mà không thích đi leo bằng cái xe lửa hồi nãy đó thì là đi bộ. Đi bộ cầu thang gì nè. Quá trời cái cầu thang.
Không biết có nhiều bậc ha. Xa lắm á. Nhiêu? 350 bậc hả? Ừ. Không. Đó, nhìn xuống quá trời đẹp. Đó, nhìn xuống thấy cái nhà thờ đó. Nãy xe mình đậu ở dưới đó. Mình uống cà phê, mình ăn ở dưới đó luôn đó. Thấy không? Xa xa. Cái núi mắt lạnh luôn. Nhìn qua thành phố. Quá trời luôn, nhà lên xuống, lên xuống, lên xuống khủng khiếp. Thích gì đâu. Mình ở chỗ đó đồng bằng cho nên là lại tới đây nhìn thấy lạ, thấy thích. Núi cao, trên đó nhà xa xa xa. Ở dưới thì biển. Quá trời đẹp. Ở trên cái núi này có nhà hàng, có một cái viện bảo tàng, viện lãm tranh. Bên đây thì có nhà hàng. Nghĩ rằng đây có gì nữa đây. Có nhà đầu này kia trên đây nữa, ngộ thiệt. Dưới thì biển, cái vách đá núi cao vậy đó. Hồi như trên đây có nhà, có đường xe chạy lên hết luôn. Nhà xe đều đầy đủ, đường lộ chạy trên cái núi. Đó, mấy anh đồ đó anh ta cấm đi nha cả nhà. Mấy đó cấm đi. Không được đi ra ngoài đó. Chỉ được đứng tới đây thôi. Cấm đi rồi. Cha con ở tuốt đằng kia. Cái dân đá cao sừng sững vậy đó mà. Nhà cửa bình thường ha. Đường xá đồ có hết trơn. Nghĩ ngộ thiệt chứ. Bấm nút rồi hả? Bấm nút rồi. Đâu? Mình đang xuống nè. Ina, xem ba chụp hình kìa. Đi đi xích vô. Xích vô, ba chụp hình mình kìa. Xích vô, quay qua đây. Nhìn nè. 1, 2. Rồi. Mà sao nó quay xuống đây, quay xuống đây, đứng đây. Quy. Cười. Wow. Đang xuống thấy không Ina? Ừ. Đó, ta đang xếp hàng dưới nhóc nữa rồi kìa. Thấy chưa? Ta đang xếp hàng dưới nhóc nữa rồi đó. Ta đợi mình xuống để người ta leo lên. Đó, bên kia có xe lên kìa. Đó, thấy chưa? Mà chiếc này bị hư cái gì, đứng yên rồi. Đâu yên rồi, hãy nói là bị hư. Nó có 4 chiếc ha. Rồi. Rồi, nhà mình mới vừa xuống rồi nha cả nhà. Đó. Cái này nó kêu là cái Falaise de Thébault. Nó dài vậy đó. Mà ở trên trển là nhà hàng terrace, đường lộ bình thường hết nha. Mình chui vô cái núi đó, mình đi lên tuốt ở trên ngọn nãy giờ ở trển đó. Giờ mình xuống rồi. Xuống đi ra biển. Đây mấy tiệm bán đồ lưu niệm.